Thưa quý vị, sáng nay, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành Bệnh viện Xuyên Á Long An. Cùng dự lễ khánh thành có bà Trần Thị Trung Chiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Tấn Quà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bệnh viện Xuyên Á Long An được xây dựng trên khuôn viên 63.000 m², bao gồm 3 giai đoạn với tổng số vốn đầu tư 1.720 tỷ đồng. Bệnh viện Xuyên Á Long An là bệnh viện tư nhân đầu tiên trong tỉnh Long An được quy hoạch xây dựng với quy mô hơn 1.000 giường bệnh. Khi đưa vào hoạt động, bệnh viện có thể đáp ứng 2.000 lượt khám ngoại trú và 1.000 bệnh nội trú điều trị mỗi ngày. Bệnh viện được đầu tư đầy đủ các chuyên khoa với 25 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, bao gồm cả các khoa chuyên sâu như can thiệp tim mạch, thần kinh, sọ não, cột sống, ung thư. Từ ngày 20 tháng 7 2021, Bệnh viện Xuyên Á Long An đã tiếp nhận bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thông tuyến toàn quốc. Qua hơn 3 tháng hoạt động, tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Xuyên Á Long An chiếm từ 70 đến 75%. Trong thời gian cao điểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Xuyên Á Long An đi vào hoạt động đã góp phần cùng ngành y tế Long An tiếp nhận khám, chăm lo sức khỏe cho người dân.